Lại nữa, này thiện hiện tướng đại thừa của đại Bồ Tát là vô lượng trăm ngàn các tam ma địa vô thượng vi diệu, như là tam ma địa kiện hành, tam ma địa bảo ấn, tam ma địa sư tử du hí, tam ma địa diệu nguyệt, tam ma địa nguyệt tràng tướng, tam ma địa nhất thiết pháp dũng, tam ma địa quán đảnh, tam ma địa pháp giới quyết định, tam ma địa quyết định tràng tướng, tam ma địa kim cương dụ, tam ma địa nhập pháp ấn, tam ma địa phóng quang vô vong thất, tam ma địa thiện lập định vương, tam ma địa phóng quang, tam ma địa tinh tấn lực, tam ma địa đẳng dũng, tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ, tam ma địa quán phương, tam ma địa tổng trì ấn, tam ma địa vô vong thất, tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn, tam ma địa biến phú hư không, tam ma địa kim cương luân, tam ma địa ly trần, tam ma địa biến chiếu, tam ma địa bất thuấn, tam ma địa vô tướng trụ, tam ma địa bất tư duy, tam ma địa vô cấu đăng, tam ma địa vô biên quang, tam ma địa phát quang, tam ma địa phổ chiếu, tam ma địa tịnh kiên định, tam ma địa vô cấu quang, tam ma địa phát diệu lạc, tam ma địa điển đăng, tam ma địa vô tận, tam ma địa cụ oai quang, tam ma địa ly tận, tam ma địa vô động, tam ma địa vô hà khích, tam ma địa nhật đăng, tam ma địa tịnh nguyệt, tam ma địa tịnh quang, tam ma địa phát minh, tam ma địa tác sở ưng tác, tam ma địa trí tràng tướng, tam ma địa kim cương man, tam ma địa trụ tâm, tam ma địa phổ minh, tam ma địa thiện trụ, tam ma địa bảo tích, tam ma địa diệu pháp ấn, tam ma địa nhất thiết pháp bình đẳng tánh, tam ma địa xả ái lạc, tam ma địa nhập pháp đảnh, tam ma địa phiêu tán, tam ma địa phân biệt pháp cú, tam ma địa bình đẳng tự tướng, tam ma địa ly văn tự tướng, tam ma địa đoạn sở duyên, tam ma địa vô biến dị, tam ma địa vô phẩm loại, tam ma địa vô tướng hành, tam ma địa ly ế ám, tam ma địa cụ hành, tam ma địa bất biến động, tam ma địa độ cảnh giới, tam ma địa tập nhất thiết công đức, tam ma địa quyết định trụ, tam ma địa vô tâm trụ, tam ma địa tịnh diệu hoa, tam ma địa cụ giác chi, tam ma địa vô biên đăng, tam ma địa vô biên biện, tam ma địa vô đẳng đẳng, tam ma địa siêu nhất thiết pháp, tam ma địa quyết phán chư pháp, tam ma địa tán nghi võng, tam ma địa vô sở trụ, tam ma địa nhất tướng trang nghiêm, tam ma địa dẫn phát hành tướng, tam ma địa nhất hành tướng, tam ma địa ly hành tướng, tam ma địa diệu hành tướng, tam ma địa đạt chư hữu để tán hoại, tam ma địa nhập thi thiết ngữ ngôn, tam ma địa giải thoát âm thanh văn tự, tam ma địa cử xí nhiên, tam ma địa nghiêm tịnh tướng, tam ma địa vô tiêu xí, tam ma địa cụ nhất thiết diệu tướng, tam ma địa bất hí nhất thiết khổ lạc, tam ma địa vô tận hành tướng, tam ma địa cụ đà la ni, tam ma địa nhiếp phục nhất thiết chánh tánh tà tánh, tam ma địa tỉnh tức nhất thiết vi thuận, tam ma địa ly tắng ái, tam ma địa vô cấu minh, tam ma địa cụ kiên cố, tam ma địa mãn nguyệt tịnh quang, tam ma địa đại trang nghiêm, tam ma địa chiếu nhất thiết thế gian, tam ma địa định bình đẳng tánh, tam ma địa hữu chánh vô chánh bình đẳng lý thú, tam ma địa vô xảo huyệt vô tiêu xí vô ái lạc, tam ma địa quyết định an trụ chân như, tam ma địa ly thân uế ác, tam ma địa ly ngữ uế ác, tam ma địa ly ý uế ác, tam ma địa như hư không, tam ma địa vô nhiễm trước như hư không. Các tam ma địa như vậy có vô lượng trăm ngàn, đó là tướng đại thừa của đại Bồ Tát. Này thiện hiện, thế nào là tam ma địa kiện hành? Nghĩa là khi nào an trụ tam ma địa này, có thể nạp thọ tất cả cảnh tam ma địa, có thể mạnh mẽ làm xong vô biên việc thủ thắng, có thể dẫn đầu tất cả đẳng trì, vì thế gọi là tam ma địa kiện hành. Thế nào gọi là tam ma địa bảo ấn? Nghĩa là tam ma địa này có thể ấn chứng tất cả định, vì thế gọi là tam ma địa bảo ấn. Thế nào gọi là tam ma địa sư tử du hí? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định thủ thắng an trụ tự tại, vì thế gọi là tam ma địa sư tử du hí. Thế nào gọi là tam ma địa diệu nguyệt? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này như mặt trăng tròn trong sáng chiếu khắp các định, vì thế gọi là tam ma địa diệu nguyệt.
Thế nào gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể đảm nhận khắp các tướng thù thắng của định, vì thế gọi là tam ma địa nguyệt tràng tướng. Thế nào gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể phát ra khắp tất cả định thù thắng, vì thế gọi là tam ma địa nhất thiết pháp dũng. Thế nào gọi là tam ma địa quán đảnh, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, có thể quán sát khắp tất cả đảnh định, vì thế gọi là tam ma địa quán đỉnh. Thế nào gọi là tam ma địa pháp giới quyết định, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể đối với pháp giới quyết định chiếu rõ, vì thế gọi là tam ma địa pháp giới quyết định. Thế nào gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể quyết định thọ trì các tràng tướng của định, vì thế gọi là tam ma địa quyết định tràng tướng. Thế nào gọi là tam ma địa kim cương dụng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phá trừ các định mà những pháp khác không nhiếp phục được, vì thế gọi là tam ma địa kim cương dụ. Thế nào gọi là tam ma địa nhập pháp ấn, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể chứng nhập khắp các tất cả pháp ấn, vì thế gọi là tam ma địa nhập pháp ấn. Thế nào gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này phóng ánh sáng định thù thắng chiếu đến các loại hữu tình, làm cho họ nhớ lại những pháp đã từng lãnh thọ, vì thế gọi là tam ma địa phóng quang vô vong thất. Thế nào gọi là tam ma địa thiện lập định vương, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các định vương hay khéo kiến lập, vì thế gọi là tam ma địa thiện lập định vương. Thế nào gọi là tam ma địa phóng quang, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phát ra ánh sáng của các định, vì thế gọi là tam ma địa phóng quang. Thế nào gọi là tam ma địa tinh tấn lực, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phát ra sức mạnh tinh tấn của các định, vì thế gọi là tam ma địa tinh tấn lực. Thế nào gọi là tam ma địa đẳng dũng, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì bình đẳng hiện lên, vì thế gọi là tam ma địa đẳng dũng. Thế nào gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các ngôn từ quyết định hiểu rõ, vì thế gọi là tam ma địa nhập nhất thiết ngôn từ quyết định. Thế nào gọi là tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các tên của định có thể hiểu rõ hoàn toàn giải thích nghĩa lý, vì thế gọi là tam ma địa đẳng nhập tăng ngữ. Thế nào gọi là tam ma địa quán phương, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các phương của định có thể quán chiếu khắp, vì thế gọi là tam ma địa quán phương. Thế nào gọi là tam ma địa tổng trì ấn, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể giữ gìn tổng quát các diệu ấn của định, vì thế gọi là tam ma địa tổng trì ấn. Thế nào gọi là tam ma địa vô vong thất, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các tướng của định đều không quên mất, vì thế gọi là tam ma địa vô vong thất. Thế nào gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các định thù thắng đều hướng vào như biển cả tóm thâu các dòng nước, vì thế gọi là tam ma địa chư pháp đẳng thú hải ấn. Thế nào gọi là tam ma địa biến phú hư không, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này ở trong các định trùng khắp có thể che chắn bảo hộ như nhau, giống như hư không trong không gian, vì thế gọi là tam ma địa biến phú hư không. Thế nào gọi là tam ma địa kim cương luân, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể giữ gìn khắp tất cả định thù thắng, làm cho không tan hoại như bánh xe kim cương, vì thế gọi là tam ma địa kim cương luân. Thế nào gọi là tam ma địa ly trần, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể diệt trừ tất cả phiền não cấu uế ràng buộc, vì thế gọi là tam ma địa ly trần. Thế nào gọi là tam ma địa biến chiếu, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này chiếu khắp các định làm cho rất sáng rỡ, vì thế gọi là tam ma địa biến chiếu. Thế nào gọi là tam ma địa bất thuấn, nghĩa là khi an trụ tam ma địa này không mong cầu định khác hay pháp khác, vì thế gọi là tam ma địa bất thuấn.
Thế nào gọi là tam ma địa vô tướng trụ? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, không thấy trong các định có chút pháp nào có thể trụ. Vì thế gọi là tam ma địa vô tướng trụ. Thế nào gọi là tam ma địa bất tư duy? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, không bị pháp tâm tâm sở hạ liệt làm lay chuyển. Vì thế gọi là tam ma địa bất tư duy. Thế nào gọi là tam ma địa vô cấu đăng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, như cầm đèn sáng chiếu rõ các định. Vì thế gọi là tam ma địa vô cấu đăng. Thế nào gọi là tam ma địa vô biên quang? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể phóng ra ánh sáng lớn chiếu soi không ngần mé. Vì thế gọi là tam ma địa vô biên quang. Thế nào gọi là tam ma địa phát quang? Nghĩa là khi an trụ đẳng trì định vô gián này có thể phát ra tất cả ánh sáng định thù thắng. Vì thế gọi là tam ma địa phát quang. Thế nào gọi là tam ma địa phổ chiếu? Nghĩa là khi an trụ đẳng trì định vô gián này có thể chiếu khắp các môn định thù thắng. Vì thế gọi là tam ma địa phổ chiếu. Thế nào gọi là tam ma địa tịnh kiên định? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này được tánh bình đẳng thanh tịnh của các đẳng trì định. Vì thế gọi là tam ma địa tịnh kiên định. Thế nào gọi là tam ma địa vô cấu quang? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này có thể tẩy trừ hết cấu uế của tất cả định. Vì thế gọi là tam ma địa vô cấu quang. Thế nào gọi là tam ma địa phát diệu lạc? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này lãnh thọ niềm vui vi diệu tất cả đẳng trì định. Vì thế gọi là tam ma địa phát diệu lạc. Thế nào gọi là tam ma địa điển đăng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này chiếu soi các đẳng trì định như điện chớp sáng. Vì thế gọi là tam ma địa điển đăng. Thế nào gọi là tam ma địa vô tận? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này dẫn đến vô tận công đức các đẳng trì định mà không thấy tướng tận hay không tận của nó. Vì thế gọi là tam ma địa vô tận. Thế nào gọi là tam ma địa cụ oai quang? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với các đẳng trì định oai quang đầy đủ. Vì thế gọi là tam ma địa cụ oai quang. Thế nào gọi là tam ma địa ly tận? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thấy tất cả các đẳng trì định vô tận mà không thấy tướng có tận hay không tận. Vì thế gọi là tam ma địa ly tận. Thế nào gọi là tam ma địa vô động? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định không động, không trảo cử, cũng không hí luận. Vì thế gọi là tam ma địa vô động. Thế nào gọi là tam ma địa vô hà khích? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định không thấy có tì vết. Vì thế gọi là tam ma địa vô hà khích. Thế nào gọi là tam ma địa nhật đăng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các môn định phát ánh sáng chiếu khắp. Vì thế gọi là tam ma địa nhật đăng. Thế nào gọi là tam ma địa tịnh nguyệt? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các đẳng trì định đẩy lùi bóng tối như ánh trăng. Vì thế gọi là tam ma địa tịnh nguyệt. Thế nào gọi là tam ma địa tịnh quang? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này đối với tất cả đẳng trì định được bốn sự hiểu biết thông suốt. Vì thế gọi là tam ma địa tịnh quang. Thế nào gọi là tam ma địa phát minh? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm cho các môn định phát ánh sáng chiếu khắp. Vì thế gọi là tam ma địa phát minh. Thế nào gọi là tam ma địa tác sở ưng tác? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này làm xong các việc nên làm của các đẳng trì định, lại hoàn thành các việc làm của định. Vì thế gọi là tam ma địa tác sở ưng tác. Thế nào gọi là tam ma địa trí tràng tướng? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này thấy tràng tướng diệu trí của các đẳng trì định. Vì thế gọi là tam ma địa trí tràng tướng. Thế nào gọi là tam ma địa kim cương man? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này tuy có thể thông đạt tất cả pháp nhưng không thấy có tướng thông đạt. Vì thế gọi là tam ma địa kim cương man. Thế nào gọi là tam ma địa trụ tâm? Nghĩa là khi an trụ tam ma địa này, tâm không lay chuyển, không xoay động,